Đây có phải là áo khoác của bạn không? Is this your coat? Vâng, đúng vậy. Yes, it is. Đây có phải là trường học của bạn không? Is this your school? Không, không phải. No, it isn't. Nó là nhà, đó là nhà của tôi. It is my house. Đó là một chiếc Volvo. It's a Volvo. Đây là một chiếc ô tô Pháp hay là một chiếc ô tô Thụy Điển vậy? Is this a French car or a Swedish car? Swedish car.